Vâng, thưa xin chào toàn thể cô chú anh chị nha. Hiện tại trước mặt cô chú anh chị chúng là cổng chính của trường Đại học VinUni tại dự án Vinhome Ocean Park Gia Lâm. Và chủ đầu tư chia sẻ rằng là trường Đại học VinUni sẽ là cố gắng triển khai, thực hiện và sẽ phát triển thành một trong top 20 trường đại học lớn nhất và đào tạo chất lượng nhất thế giới. Đây, cô chú anh chị nhìn thấy không ạ? Nếu cô chú anh chị chúng ta đi tới Vinhome Ocean Park, và cái lối hiện tại cô chú anh chị chúng ta vào Vinhome Ocean Park thì đầu tiên bên tay phải của cô chú anh chị chúng ta chính là trường đại học VinUni. Quy mô của trường đại học VinUni nó rộng, gồm có 23 ha nha cô chú anh chị nha. Có đầy đủ tất cả, có cả sân bóng, tất cả các loại hình thể dục thể thao, ký túc xá, còn có cả sân 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 vận động. Đấy, quy mô nó rất là lớn luôn. Đây, đi trên cao tốc Hà Nội Hải Phòng thì cô chú anh chị chúng ta nhìn là thấy luôn, nó là một cái tòa nhà nó vô cùng đồ sộ luôn, và buổi tối luôn luôn được thắp sáng rất là đẹp. Hiện tại thì chủ đầu tư đang đóng cửa và chưa chưa cho vào, thì hiện tại chỉ có bên thi công thiết kế và hoàn thiện nội thất bên trong. Bên ngoài thì đã hoàn thiện xong hết rồi, bên trong hiện tại chủ đầu tư đang triển khai hoàn thiện xong những cái phần hạng mục cuối cùng, và trong năm nay chủ đầu tư cũng đang triển khai tuyển sinh. Và cái khóa đầu tiên mà chủ đầu tư tuyển sinh nó chỉ giới hạn là 300 sinh viên thôi, và tất cả những cư dân đã là cư dân của Vinhome thì sẽ được giảm giá. So với cái mức giá hiện tại của chủ đầu tư đưa ra thì rất là cao luôn. Thiên Định chia sẻ luôn là học tại trường đại học VinUni tất cả đào tạo toàn bộ bằng tiếng Anh đấy, và là tất cả những cái giáo viên và đặc biệt là hiệu trưởng của trường đại học VinUni cũng chính là một trong những giáo sư hàng đầu của thế giới đấy. Và trường đại học VinUni chủ đầu tư cam kết rằng là tất cả những sinh viên được đào tạo sẽ có một cái chất lượng đào tạo đầu ra cực kỳ tốt luôn. Và Thiên Định cũng chia sẻ rằng là trường đại học VinUni Thiên Định đã vào rồi và rất là đẹp, nó giống như một cái sảnh khách sạn cực kỳ đẹp luôn cô chú anh chị ạ, một cái đẳng cấp thực sự luôn. Và hôm nay Thiên Định, mục đích của Thiên Định làm video này cũng chỉ là muốn giới thiệu cho cô chú anh chị chúng ta cái vị trí, cái quy mô và cái tiềm năng của cái trường đại học này. Hầu như là chúng ta không phải đi 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 du học xa xôi ở đâu cả. Vâng, Thiên Định xin chào và hẹn gặp lại toàn thể cô chú anh chị nha. Vâng, xin chào tất cả cô chú anh chị ạ.